Mùa bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất là 2014, xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới, biển Hà Nội. Chủ đi rất là giữ gìn, nội thất và những cái tính năng tiện ích của chiếc xe vẫn còn giữ được độ đẹp, độ nguyên bản cao. Xe có vẫn có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn lên tới 60% giá trị xe. Chi tiết cụ thể thông tin về thời gian vay cũng như lãi suất hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em có thể cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Với một dàn lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới và dày. Dọc thân xe thì với nổi bật những cái chi tiết như là hệ thống lẹp mạ rồi những phần gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, mâm trang bị mâm đa chấu hợp kim. Đấy, tổng quan chi tiết anh có chị và các bạn có thể tham quan cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng là Dương Vĩnh Auto, số 18 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra có trách nhiệm cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ, nên anh chị và các bạn có thể yên tâm và chọn lựa xe tại cửa hàng Dương Vĩnh. Với những tính năng an toàn ở phần đuôi xe Camry thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến này, cam lùi, giúp anh chị và các bạn có thể đi xe lùi xe an toàn trong những cái cung đường khuất tầm nhìn. Và với bên trong đây thì với lốp sơ cua của chiếc xe thì đã hạ rồi. Đồ nghề kích lốp, tất cả các thứ theo xe vẫn còn đầy đủ. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về những phần chi tiết như là hệ thống keo chỉ đinh tán của chiếc xe để có thể đánh giá được cái độ đẹp và độ hoàn hảo, chất lượng chi tiết của chiếc xe để các bác có thể đánh giá cùng em. Đấy, mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Do một chủ đi từ đầu nên bác cũng rất là giữ gìn. Do cần nâng cấp đời xe nên bác ấy bán lại cho cửa hàng thôi. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan, ngắm kỹ chi tiết về hàng ghế thứ hai của chiếc xe để xem nó có những cái độ rộng rãi và có những cái tiện nghi gì. Với không gian hàng ghế thứ hai thì nó có những ngoại cái nội thất là bọc da ốp gỗ, với những cái chi tiết như là bệ tì tay được tích hợp các phím điều chỉnh chức năng để anh chị và các bạn có thể điều khiển. Đấy, những cái phím bấm rất là dễ dàng để anh chị và các bạn có thể điều chỉnh ghế chỉnh điện này, rồi hệ thống rèm phía sau điều chỉnh âm lượng cùng với một số các tiện nghi. Đấy, bên trong đây là với những phần con ốc bản lề và những cái tiện ích nó mang lại cho anh chị và các bạn để các bác có thể thấy qua được là xe nó còn nguyên bản hay không, hay tất cả các vấn đề xe nó có vấn đề gì không. Với anh chị và các bạn mà không hiểu biết về xe thì tốt nhất mình nên mang xe vào hãng để kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn hay ngập nước, mang đến cái sự an tâm cho anh chị và các bạn trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những cái đường nét về hệ thống cánh cửa, cánh lái của chiếc xe với hệ thống nhớ ghế hai vị trí này, các phím điều chỉnh lên xuống kính, chỉnh gương thì tất cả những cái chi tiết nó vẫn còn rất đẹp lên. Những cái phím bấm của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét. Và đây là những cái phần như là hệ thống tem mác của nhà sản xuất với năm sản xuất là 2014, xe lắp ráp trong nước. Và đây là những cái phần như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng, vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin, màn hình giải trí này, điều hòa tự động, rồi các phím điều chỉnh rèm điện này, phía sau này. Vô lăng của chiếc xe thì có trang bị chỉnh điện các hướng khác nhau để anh chị và các bạn có thể điều chỉnh rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.5, ngoài ra thì nó sẽ có một tùy chọn động cơ là 2.0 nữa. Bản em được giới thiệu là bản cao cấp nhất. Đấy, những đường nét tổng quan về khoang máy của chiếc xe thì các bác có thể ngắm qua và đánh giá chất lượng cùng em. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm. Và chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất 2014 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 555 triệu. Giá này thì đơn vị vẫn còn thương lượng và hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới hết video và rất mong anh chị và các bạn ủng hộ, đóng góp ý kiến cho em ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn
mang đến cái nội dung nó đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào.